Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 16 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Bắc đang bước vào những ngày thời tiết ổn định, với tiết trời ấm áp và dễ chịu. Các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn chịu tác động của không khí lạnh suy yếu, nên trời còn nhiều mây vào buổi sáng, trưa chiều trời giảm mây và hứng nắng. Dự báo trong đêm nay và 3 ngày tới, các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu, cho nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác vào thời điểm đêm và sáng. Đến trưa chiều trời tạnh ráo và có nắng gián đoạn ở phía Đông Bắc Bộ, nên nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời gian nắng trong ngày kéo dài, nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Vào 2 ngày cuối tuần này, một đợt không khí lạnh mới tác động có thể làm thay đổi trạng thái thời tiết nơi đây. Theo đó, vào khoảng đêm 20 tháng 3, khi khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, thời tiết khu vực quay lại với kiểu hình thế có mưa phùn, độ ẩm cao dù nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 20-23 độ. Ngày 21 tháng 3, trời rét về đêm, ban ngày trời lạnh. Đối với các tỉnh miền Trung, nơi đây cũng đón ngày đầu tuần với tiết trời nắng ráo. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ban ngày trời nắng vừa phải và nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Trong khi ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nắng sớm và mạnh hơn, nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn so với nửa phía Bắc từ 1 đến 2 độ, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Do đời gió Đông Bắc suy giảm và chưa có hình thế thời tiết nguy hiểm nào tác động đến khu vực này, nên trong đêm nay và 3 ngày tới, tại đây chỉ có mưa vài nơi, ban ngày nắng xuất hiện và kéo dài trong ngày. Nhiệt độ cao nhất tăng dần từ Bắc vào Nam, đến các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt mức từ 31 đến 33 độ, trời nắng ráo. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn mang đặc trưng của mùa khô nơi đây khi nhiệt độ duy trì ở mức cao. Nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ vẫn có sự cách biệt giữa miền Đông và miền Tây của Nam Bộ. Ở miền Đông, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ, còn ở miền Tây là từ 33 đến 35 độ, đồng thời độ ẩm trưa chiều chỉ phổ biến trong khoảng từ 40 đến 60%. Từ khoảng ngày 18 tháng 3, do ảnh hưởng của nhiễu động từ ngoài biển di chuyển vào, sẽ gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng đồng bằng trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ,
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng bắc biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.